Showroom Enix để tìm ra một chiếc bồn cầu cực sang mà không phải ai cũng biết. Đi thôi. Đây rồi, chính nó, em bồn cầu trường thông minh Enix Smart Air. Ui. Mày nhìn cái chuyển động của nó mà xem, siêu mượt, âm thanh siêu êm, đúng là đáng đồng tiền bắt ạ. Mê ngay. Ngồi vào một cái là cảm giác vô cùng thoải mái và ấm áp, vì bệ bồn cầu này có thể điều chỉnh nhiệt độ được nữa đấy. Khi mà đến gần thì nắp bồn cầu sẽ tự động mở lên, rồi khi mà mình nhấn chân vào nút cảm biến chân thì bệ bồn cầu cũng sẽ mở lên theo. Như thế này thì rất là tiện để đi vệ sinh luôn nhé. Ghê chưa mấy má. Sau khi đi vệ sinh xong là ép bồn cầu này sẽ tự động rửa và tự động sấy khô cho mình luôn nhé. Có 4 chế độ cho mình lựa chọn: rửa trước, rửa sau, rửa massage, và một chế độ vô cùng đặc biệt mà không phải chiếc bồn cầu thông minh nào cũng có, đấy chính là rửa cho em bé. Như thế này thì cả nhà sẽ vừa tiện lợi để sử dụng luôn đấy ạ. 10 tỷ. Ngoài ra thì với chiếc remote này chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được 3 mức áp lực nước và 3 mức nhiệt độ nước. Thế nên là mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, thoải mái mà dùng nhé. Không sợ quên xối rửa vì em bồn cầu này cũng sẽ tự động xả và khử khuẩn luôn. Rất là sạch sẽ thơm tho mà lại còn an toàn cho sức khỏe của người dùng nữa. Nhìn cái thiết kế này mà xem bo tròn siêu tỉ mỉ, cứ phải gọi là một cái tổng thể càng đẽ. Với 24 củ khoai thử mức, em bồn cầu thông minh Enix Smart Air này lại quá là xứng đáng. Vừa sang vừa sáng cho không gian sống nâng tầm, cho sức khỏe âm thầm nâng cao. Liên hệ Enix ngay nhé.